Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua đã có nhiều chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cải cách thủ tục hành chính ngành nông nghiệp đã có nhiều bước tiến, số lượng doanh nghiệp nông nghiệp đã gia tăng. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã đặt hàng ngành nông nghiệp trong 10 năm tới phải lọt vào top 15 quốc gia phát triển nhất, riêng lĩnh vực chế biến nông sản vào top 10. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định 57 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Doanh nghiệp kỳ vọng gì vào Nghị định 57 của Chính phủ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề Cần nhiều giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, cơ chế chính sách và khung pháp lý ngày càng được hoàn thiện, thu hút tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Như chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các nghị định số 210 năm 2013 NĐ-CP, nghị định 57 2018 NĐ-CP, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, nghị định 55 2015 NĐ-CP, chính sách bảo hiểm nông nghiệp, nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP, chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nghị định số 15 năm 2015 NĐ-CP, nghị định 63 năm 2018 NĐ-CP, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hợp tác liên kết sản xuất quy mô lớn, quyết định số 62 năm 2013 NQ-TTG, nghị định số 98 năm 2018 NĐ-CP, chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, quyết định số 68 năm 2013 QĐ-TTG. Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1895 QĐ-TTG ngày 17 tháng 2 năm 2012, số 575 QĐ-TTG ngày 4 tháng 5 năm 2015, số 66 năm 2015 QĐ-TTG ngày 15 tháng 12 năm 2015, số 19 năm 2018 QĐ-TTG ngày 19 tháng 4 năm 2018 và chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo. Chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo nghị quyết số 30 NQ-CP ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ, gói tín dụng 100.000 tỷ đồng. Với nhiều chính sách và hành động quyết liệt trong khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đã có nhiều kết quả tích cực trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã ngày một gia tăng. Gia nhập thị trường hơn 2 năm với mô hình sản xuất kinh doanh là trồng rau hữu cơ, đại diện doanh nghiệp này cho biết, nông nghiệp là ngành rất tiềm năng, nhiều thủ tục đã được đơn giản, giúp doanh nghiệp thuận lợi khi đầu tư. Công ty mình thành lập được trên 2 năm. Thì vườn rau hữu cơ, thứ nhất là công ty thành lập với cái mục tiêu là mang rau hữu cơ sạch đến người tiêu dùng với mức giá phải chăng nhất. Cùng với ý tưởng đưa sản phẩm nông nghiệp sạch đến tận tay người tiêu dùng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thì những chính sách tạo thuận lợi trong đầu tư vào nông nghiệp của nước ta thời gian qua cũng là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp này mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp, gia nhập thị trường. Cái thuận lợi mà Lê Khai Mạc khi thành lập á, là trong cái bối cảnh là đất nước đang bức xúc về cái vấn nạn thực phẩm bẩn. Lúc đó thì cái nhu cầu, cái mọi người đều mong muốn là có một cái doanh nghiệp nào đó tiên phong làm chính trực về cái sản phẩm nông nghiệp sạch cung cấp cho mọi người. Đó là cái thuận lợi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chính phủ quan tâm đến vấn đề là nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch và hỗ trợ cho người nông dân, những cái nhà đầu tư về nông nghiệp rất là nhiều. Bên cạnh sự tăng lên của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, một số doanh nghiệp tập đoàn lớn ngoài lĩnh vực nông lâm thủy sản cũng đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp như tập đoàn Vingroup, Masan, Himlam, FLC, Hoàng Anh Gia Lai, công ty cổ phần nông nghiệp Gáp. Những đơn vị này áp dụng nhiều quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ mới và đã cho ra kết quả ban đầu rất tích cực. Với các dự án đầu tư bài bản, các doanh nghiệp đã bước đầu tạo được hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, tiếp thêm tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì ở Việt Nam thì chúng tôi triển khai các dự án hữu cơ như là trồng gạo hữu cơ, rau hữu cơ và trái cây hữu cơ. Và một số cái sản phẩm của công ty chúng tôi hiện nay là đó là cái gạo hữu cơ lúa tôm, gạo hữu cơ hồng ngọc, một số các cái loại gạo về chức năng, gạo tím than, thảo dược.
Và bên trái cây thì hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng một cái vùng trái cây hữu cơ ở bên vùng núi Ba Chúc ở huyện Tri Tôn. Và ngoài ra thì chúng tôi còn đầu tư vào cái lĩnh vực là trái cây sấy, mà hiện nay thì cái sản phẩm thanh long sấy hữu cơ mà chúng tôi đã xuất khẩu qua thị trường Nhật, Mỹ, Úc và một số các nước khác. Thì đó là một số các lĩnh vực mà chúng tôi đang làm. Thì riêng thị trường Đà Lạt thì sắp tới đây chúng tôi còn có một số các dự án hợp tác để mà trồng hoa và trồng rau hữu cơ tại Đà Lạt. Thời gian gần đây, ngành nông nghiệp thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước quan tâm tìm hiểu và đã đầu tư với quy mô lớn, đặc biệt là mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Trong giai đoạn 2005-2016, số lượng các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng từ 2.217 doanh nghiệp lên 4.400 doanh nghiệp, bình quân tăng 6,4% trên năm. Năm 2017, có 1.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt trên 5.661 doanh nghiệp. Tính đến hết quý 2 năm 2018, có khoảng 7.600 doanh nghiệp nông nghiệp. Nếu tính cả doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và doanh nghiệp thương mại hàng lương thực thực phẩm, số lượng đã tăng từ 12.113 doanh nghiệp năm 2005 lên 42.000 doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng là trước đây đó thì cái nông nghiệp Việt Nam mình đó, được cái sự quan tâm của doanh nghiệp thì cái số doanh nghiệp làm về nông nghiệp đó chỉ chiếm có 2% tổng doanh nghiệp của cả nước. Thì bây giờ là nó tăng được 8%, con số tuy còn nhỏ, rất nhỏ, nhưng mà đã nói thấy rằng là nó tăng gần như gấp 4 lần so với cách đây 10 năm. Về quy mô vốn và hiệu quả đầu tư trong vòng 10 năm 2005 đến 2015, tổng vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp của doanh nghiệp tăng gấp 4 lần, từ mức 44.273,1 tỷ đồng lên mức 231.334 tỷ đồng. Quy mô vốn bình quân trong các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước năm 2016 là 35,8 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp. Vốn bình quân doanh nghiệp cả nước là 72,82 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp. Nếu tính riêng doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản là hơn 73,1 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp, cao hơn bình quân cả nước và gấp 3 lần so với năm 2005. Thưa quý vị, có thể thấy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tăng lên nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng số doanh nghiệp của cả nước. Vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, làm cho các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà khi đầu tư vào lĩnh vực này. Gần 20 năm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, với sản phẩm thanh long xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính, đại diện doanh nghiệp này than phiền, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là rất nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả thực tiễn đi đến doanh nghiệp là điều còn rất quan ngại. Dù đã vào ngành nhiều năm, tuy nhiên tiếp cận với nguồn vốn vẫn là câu chuyện không hề dễ dàng. Khó khăn nữa là gì, là mình là người thành phố, ra ngoài Bình Thuận mua đất, trang trại làm. Nhưng mà ở ngoài đó đi vay ngân hàng, tới hỏi ông ngân hàng cho vay, ông nói ông thành phố thì tôi không quản được ông, thì ông phải về thành phố ông vay. Còn mình về thành phố mình hỏi ngân hàng nói là tài sản ông nằm ngoài kia, thì ông ra ngoài kia ông vay, tôi ở trong đây tôi không quản được. Rốt cuộc là mình người tài sản mà không có vay được gì hết. Mà không vay gì đó thì phải đi đêm, phải này kia, nói chung là nó không đúng với chính sách. Tại vì chính sách nói là dễ dàng, cũng có ngân hàng ABC, nhưng mà rốt cuộc tới là cứ đá qua đá lại rồi không biết làm sao. Thời gian qua, nhiều chính sách nổi bật trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp đã chưa phát huy được tác dụng, chưa mang lại hiệu quả thực tiễn cho doanh nghiệp. Điển hình, sau hơn 3 năm triển khai Nghị định 210/NĐ-CP chưa thể hiện được vai trò đột phá thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nghị định 210 có hiệu lực từ 10 tháng 2 2014, nhưng sau hơn 3 năm, cả nước chỉ có 64 dự án tại 23 địa phương nhận được sự hỗ trợ từ nghị định này. Tính đến hết năm 2016, cả nước có gần 4.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ chiếm gần 15% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, riêng trong năm 2015, số doanh nghiệp ngành nông nghiệp ngừng hoạt động và giải thể là 2.019 doanh nghiệp, cao hơn 11,3% so với doanh nghiệp thành lập mới. Quy mô của doanh nghiệp nông nghiệp chủ yếu là nhỏ và vừa, với khoảng hơn 50% số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng và cũng gần 50% số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, con số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vẫn rất ít ỏi bởi điều kiện được thụ hưởng chính sách khắt khe, quá rườm rà và mang nặng cơ chế xin cho. Về thủ tục của để mà thực hiện ưu đãi này còn rất nhiều khi chúng tôi thấy rõ cái điều này. Một dự án muốn nhận được cái đồng tiền hỗ trợ thì phải mất 16 bước, khoảng 40 cái thủ tục, rất rườm rà. Và như thế nó mang nặng cái hình ảnh của cơ chế xin cho. Trình độ áp dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp nông nghiệp còn thấp. Theo báo cáo của VCCI, có tới 75% doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam đang sử dụng máy móc hết khấu hao. Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn loay hoay không thể thoát ra được những máy móc có công nghệ lạc hậu 2 đến 3 thế hệ. Hiệu quả sử dụng lao động của các doanh nghiệp nông nghiệp chưa cao. Theo Tổng cục Thống kê,
Doanh thu bình quân người lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp bằng khoảng 1/5 so với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác. Năng lực liên kết, hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị của doanh nghiệp nông nghiệp còn hạn chế. Đáng lưu tâm, khoa học công nghệ trong nông nghiệp là nền tảng để hấp dẫn các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, đầu tư vào khoa học công nghệ cho nông nghiệp ở nước ta còn rất kém cạnh tranh so với các nước. Cụ thể, nếu đầu tư vào khoa học công nghệ cho nông nghiệp ở nước ta chưa đầy 1 đô la Mỹ trên 1 hecta, thì ở Philippines là 7 đô la Mỹ trên 1 hecta, Thái Lan là 10 đô la Mỹ trên 1 hecta, Hàn Quốc là 670 đô la Mỹ trên 1 hecta hay ở Nhật là 1.000 đô la Mỹ trên 1 hecta. Để cho doanh nghiệp nhắm vào để đầu tư đó là người ta phải nhìn cái sức khỏe của nền nông nghiệp đó như thế nào, mà cái sức khỏe của nó tùy thuộc vào cái trình độ và đẳng cấp khoa học của chúng ta. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nhìn cái nông nghiệp mình là với những bác nông dân rất là cần cù trồng những cây xoài thì ở những vùng tập trung hoặc là cái bưởi da xanh hoặc là vân vân, mà trong đó cái hàm lượng khoa học trong đó chưa thấy bao nhiêu, thì cái sự phát triển, tốc độ phát triển của nông nghiệp Việt Nam hiện nay cái khoa học công nghệ đóng góp chỉ có 30%, trong khi đó các nước thì cái khoa học công nghệ đóng góp tới khoảng tới 80%, 90% như Hà Lan, thì cái đó là cái hạn chế rất lớn của mình. Và theo tôi biết thì cái ngân sách đầu tư cho khoa học công nghiệp của mình cũng rất là khiêm tốn. Một trong những cái lớn đó là chính là cái nền tảng chính, cái gốc của vấn đề. Vì vậy, mặc dù số lượng doanh nghiệp nông nghiệp tăng lên nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng trên 1% trong tổng số các doanh nghiệp của cả nước. Nếu tính thêm cả doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và doanh nghiệp thương mại các mặt hàng lương thực thực phẩm, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 8% trong tổng số doanh nghiệp cả nước. Bên cạnh đó, có tới trên 95% doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đang là thách thức lớn trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Từ những hạn chế trên, để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ngày càng được cải thiện, hấp dẫn nhà đầu tư trong lĩnh vực này, cần tập trung một số giải pháp ưu tiên để các giải pháp được đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nhanh chóng. Tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt hàng ngành nông nghiệp trong 10 năm tới phải lọt vào top 15 quốc gia phát triển nhanh nhất, riêng lĩnh vực chế biến nông sản phải lọt vào top 10. Theo đó, tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, Thủ tướng đặt hàng ngành nông nghiệp trong 10 năm tới phải đứng top 15 quốc gia phát triển nhất thế giới, trong đó lĩnh vực nông sản đứng top 10 thế giới. Một tinh thần là nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội có thể khai thác, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản. Tại hội nghị này, tôi đặt hàng cho ngành nông nghiệp. Trong 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam đứng vào top 15 của các nước phát triển nhất thế giới. Trong đó, ngành chế biến nông sản đứng vào top 10 thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, là một trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu. Theo Thủ tướng, việc hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực này là yêu cầu cấp bách khi mà ngành nông nghiệp còn dư địa phát triển rất lớn. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng nâng mức cho vay tối đa, không có tài sản đảm bảo đối với cá nhân hộ gia đình, mở rộng đối tượng hưởng chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, cốt lõi là sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định 57 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vừa ban hành vào tháng 4 năm 2018, chú ý nghiên cứu xây dựng 3 ngành chế biến đứng vào top 5 của thế giới, rau củ quả, thủy hải sản và dược liệu cùng một số sản phẩm thế mạnh khác như tôm, gạo. Chúng ta chưa đưa ra sự quan tâm của Chính phủ đối với một số sản phẩm có sản lượng lớn, mà là thế mạnh của Việt Nam, từ sữa đến tôm đến gạo đến cái cà phê đến một số sản phẩm mà danh mục này phải mấy găng tay này, chứ không phải là Việt Nam có thế mạnh như thế, các ông chí phải làm cho tiêu chí những hỗ trợ sản phẩm lớn này để có sản lượng xuất khẩu tiêu thụ lớn hơn. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, phát huy đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, say mê hơn nữa với nghề để thúc đẩy sự thành công nhằm phát triển bền vững, đặc biệt là nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần hợp tác, đoàn kết để xây dựng phát triển các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chính sách thuế hợp lý nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Thêm vào đó, theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh hiệu quả các chính sách tín dụng trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chúng ta cởi mở hơn về tín dụng và chúng ta phải có những cái xử phạt nghiêm minh về cái thực hiện này. Nếu mà không giải quyết vấn đề này, đặc biệt vốn quay dài hạn cho doanh nghiệp mà chúng ta không giải quyết tốt thì cái nghị định này cũng sẽ rất là khó khăn. Cần tăng cường đầu tư khoa học công nghệ vào nông nghiệp bởi theo các chuyên gia và nhà khoa học trong ngành, đây là yếu tố rất quan trọng, là điểm hấp dẫn của các nước trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Dĩ nhiên là như tôi nói, gì thì phải coi cái khoa học nông nghiệp là một cái vấn đề rất là then chốt, rất là căn bản mà nhiều lần nghị quyết của Trung ương Đảng đã nói trong rất là nhiều cái nghị quyết, khoa học công nghệ là then chốt, nó then chốt thực sự. Nếu chúng ta không kêu nói nó như một khẩu hiệu mà phải coi nó như một hành động thì một mặt là cái ngân sách đầu tư cho nó phải mạnh lên, thứ hai là phải đầu tư xây dựng một cái đội ngũ nhân lực cán bộ khoa học nông nghiệp đủ mạnh để chúng ta tiếp cận ngay với những cái sự phát triển của thế giới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định các ưu tiên phát triển ngành theo ba trục sản phẩm chính như sản phẩm chủ lực quốc gia, chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, chuỗi giá trị đặc sản địa phương. Ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào các nhóm lĩnh vực ngành nghề sau như đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, dược liệu, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn. Thưa quý vị, Nghị định số 57 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn như một sự khởi động lại chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cùng với những quyết tâm cao của Chính phủ, với những giải pháp đó, kỳ vọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ mạnh mẽ và mang lại nhiều hiệu quả tích cực hơn nữa. Thứ nhất là điều chỉnh về các cái cơ chế chính sách cụ thể để nó phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được cái mong muốn của cái doanh nghiệp, giải quyết những cái nút thắt mà doanh nghiệp đang mong muốn, nhất là vấn đề đất đai, vấn đề tiếp cận tín dụng và một số những chính sách ưu đãi về thuế. Chúng tôi rất mừng là vì Chính phủ đã thấy được cái trong cái nghị định cũ nói về chính sách thu hút đầu tư cho doanh nghiệp và nông nghiệp á, thì nó vướng những cái tiêu chí mà nó không có thực tế, cho nên là ngay cả cái gói 100.000 tỷ mà để cho đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ngày cao đó, thì những cái tiêu chí nó không thực tế, cho nên người ta không vay được. Thì cái nghị định 57 lần này đó là nó mang tính chất thực tế hơn, nó sát với thực tế hơn, cho nên là tôi rất là kỳ vọng và chúng ta có thể, dĩ nhiên chúng ta cũng không nên là quá cầu toàn rồi hỏi một cái nghị định nào đó, vì trong nghị định đó nó cũng có thể thay đổi tùy theo cái sự phát triển của cái sự thay đổi của xã hội, của kinh tế xã hội, mà chúng ta có thể có những cái nó phù hợp hơn. Nhưng mà tôi rất là kỳ vọng là cái lần này đó thì với cái sự cởi mở Chính phủ và đặt với doanh nghiệp ở một cái vị trí hết sức là quan trọng trong cái thúc đẩy cái tốc độ phát triển nông nghiệp Việt Nam, tôi rất tin tưởng điều đó. Chúng ta có quyền ước mơ những việc như vậy và khó khăn hoàn toàn là điều đó. Nhiều lần họ đã hỏi chúng tôi rằng tại sao ông không phải đưa Việt Nam là best bang của thế giới. Chị Minh có nói cái ý lên đấy này. Nếu chúng ta làm tốt với điều kiện của chúng ta hiện nay. Bất cứ một cái chính sách nào của nhà nước định hướng thì ban đầu đều là từ cái xuất phát là nó đúng đắn, nó mang lại cho người dân. Nhưng mà cái vấn đề là thực thi chính sách đó và ai là người thực thi và thực thi được tới đâu, nó mới là điều quan trọng. Không riêng gì cái chính sách vay vốn mà ở bất cứ một cái chính sách nào của nhà nước hiện tại cũng như vậy. Chúng ta cần phải là làm ráo riết, chúng ta phải làm là phải triệt để, tức là phải có một cái sự giám sát, giao trao quyền là cái cơ quan nào làm, rồi ai sẽ là người kiểm tra và tiến độ làm thực hiện trong bao lâu, ví dụ như cái lộ trình thực hiện cái nông nghiệp sạch đến 2020, rồi 2025 thì nước chúng ta sẽ phát triển là bao nhiêu hectare canh tác hữu cơ, ví dụ như vậy. Những cái địa phương nào làm không được cái chỉ tiêu đó thì sẽ bị phạt hay là như thế nào, thì nó phải có những cái chế tài cụ thể đó, thì thông qua những cái chính sách cứng rắn của nhà nước thì sẽ thúc đẩy được cái tiến trình phát triển nông nghiệp của chúng ta hội nhập với quốc tế nó tốt hơn.
Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.